Hello cả nhà, quay trở lại kênh em Tiếp Bên Tâm nha. Đây thì hôm nay đi với ông chủ mình thì ổng bắt được một con mỗi thổ cắn sấm nha cả nhà. Con này là chim tơ cả nhà ha. Bộ tơ, cái bộ chỉ dầm khá là đẹp luôn cả nhà. Nhỏ đi dưới khóe mắt nha. Hai bên đều đều như nhau. Đều. Chim không biết nó có nhát không, mình xem bây giờ thấy nó vàng vậy cả nha. Bộ mặt quá là đẹp luôn ha. Đứng ăn khá là vàng luôn cả nha. Con này là thổ cắn sấm nha cả nhà. Sau cái là những cái đoạn video em giới thiệu buổi này thì sẽ có những cái đoạn clip của nó chơi nha, để anh em nghe cái giọng của nó nha cả nha. Bye.
Hãy subscribe.